Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Khiên đưa đối phương vào ma trận thứ nguyên rồi tiễn đối phương lên bảng điểm số với một lượng sát thương kỳ bí. Mất đi mất lốc chân không sau khi anh ta bị kẹt lại ở tường, vẫn không thể sống được đến từ bên phía của Akashi. Nhưng đây là một chiêu cuối rất đẹp đến từ Khiên, và đã có được một điểm hạ gục đến từ Black One. Chobit là người thứ hai mà bên phía Vox Gaming lấy được double kill dành cho Khiên. Henry, Oppa, Khiên cùng Ara tiến ra để tấn công vào các thành viên còn lại bên phía Overclocker. Đem dù có cái quyền năng hắc ám trên người thì cũng không thể sống được. Thoát đi với 2 AT khi mà tất cả đều đã tưởng anh phải nằm xuống. Akashi bị dính choáng không? Akashi như vừa dính choáng rồi và không có choáng bù theo đến từ Ki, nhưng anh ta đã bị dính rất nhiều sát thương đến từ đối phương. Akashi đang bị tấn công, là mục tiêu tấn công của ICP Gaming. Chưa hạ gục được mình, Akashi vẫn thoát ra ngoài được, quay trở lại với chuỗi phi tiêu rất lợi hại. Ném phi tiêu không trượt phát nào, Ara san bằng đội hình đối thủ. Mưa liên thanh được xả ra bởi đó là Whis. Ở đây thì Mèo Mèo yếu máu quá rồi và anh ta sẽ phải nằm xuống dưới sức sát thương của đó là siêu nhân. Oppa cũng đang yếu và Oppa cũng đã nằm. Ở phía kia thì đã có bão phi tiêu được tạo ra bởi Ara, và hai người của bên phía Tiên Thánh Nguyên là những người phải lên. Oppa, người hùng thầm lặng của Box Gaming, có pha thoát chết rất tìm với bàn đùm. Mặt là một Van Hên, không thể cản lính được với Van Hên, và Đồng Nam sẽ phải nằm xuống tiếp. Trong khi không. Đó thì Oppa đang chơi rất tự tin, lần này thì chiêu cuối thật rất nhiều sát thương. Oppa vẫn bốc được Đồng Nam về và Oppa thoát được. Ara đang bắn nhưng Ara bị chấm dứt rồi. Fan hâm mộ của Box Gaming chắc chắn sẽ chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ như thế này của Khiên tại nhà thi đấu quân khu 7 vào ngày 25 tháng 5 tới. Cuộc chơi của Khiên và chú rồng tiền phòng Ki đang tới. Ki đang bị tấn công bởi Khiên. Khiên trận đấu này chơi một mình và anh ta solo kill, hạ gục được Ki. Tiếp theo đó sẽ là Vitamin. Hai điểm hạ gục, pha xử lý xuất thần của Box Gaming. Đó là pha tẩu thoát của Akashi và đó là pha thi đấu một mình của Khiên. Và Khiên không cần bất kỳ ai có thể hỗ trợ cho mình ở trong bất kỳ một tình huống nào cả chơi hết. Tiếp tục cân hài, rất tiếc chiêu cuối trượt. Nhưng có thể không hút được máu, có sứ mệnh như thế, vẫn chơi, đánh rất thổ báo, không quan tâm thế giới này ai, thế giới này là của Khiên. Khiên là gục thêm được cả, lạc nữa, score đang tới, Khiên có thể sẽ bị hạ gục trong tình huống này. Và câu trả lời, nó là không, nó là quad kill không chính thức dành cho Khiên. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.